Chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội là một nhiệm vụ cấp bách được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đặt ra hiện nay, khi mà yêu cầu người dân ở yên trong nhà tiếp tục được thực hiện. Với vai trò là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu chống dịch, lực lượng công an cơ sở 56 xã phường đã tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo đời sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, lá chắn phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Khu dân cư Hà La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Đây là khu dân cư mới, chưa có ban điều hành tổ dân phố, nên mọi việc chăm lo đời sống của 40 hộ với 125 khẩu đều do cảnh sát khu vực phụ trách. Hàng ngày, Thượng úy Nguyễn Thanh Lam phải quần quật từ sáng đến tối mới có thể giải quyết từng đơn đặt hàng của người dân. Tuy không thạo với công việc đi chợ hộ như thế này, nhưng Thượng úy Lam luôn nêu cao trách nhiệm, vì dân mà cố gắng. Đi chợ và mua hàng hóa lương thực cho người dân thêm một chút khó khăn, nhưng đây là tôi cũng cảm thấy là một việc nhỏ nhưng mà rất là vui vì người dân ở đây chấp hành rất là tốt. Đà Nẵng đã hoàn thành xong 20 ngày phong tỏa cứng. Giờ đây, người dân phải thực hiện theo quyết định mới 2905 phân theo từng vùng xanh, vàng và đỏ. Cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng được nới lỏng hơn, nhưng vẫn gặp nhiều bất tiện, nhất là nhu cầu về nhu yếu phẩm. Vì vậy, công an 56 xã phường hiện nay vẫn duy trì mô hình ứng trực 24/24 qua các kênh thông tin, tham gia cung ứng, vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men khi dân cần bằng nhiều cách làm khác nhau. Bà con nhân dân rất là khó khăn. Chúng tôi đã chia sẻ một phần khó khăn với bà con bằng cách là phối hợp các cái tổ COVID cộng đồng, những đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố là vận chuyển các cái thực phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm đến tận nhân dân để cho nhân dân họ yên tâm, phấn khởi, thực hiện tốt cái mục tiêu là ai ở đâu ở yên tại đấy. Đoàn thanh niên công an phường đã vận động mạnh thường quân ở địa bàn và anh em dùng một ngày lương của mình để chi ra để mua những xuất quà cho những cái hộ khó khăn trên địa bàn phường, và trong đó đã vận động và được 50 xuất quà cho những cái hộ khó khăn và những cái hộ mà trọ trên địa bàn phường. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, lực lượng công an cơ sở đang ngày đêm nỗ lực bám sát địa bàn, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm gấp 2, gấp 3 sức lực của mình để hướng đến mục tiêu chăm lo tốt nhất đời sống của nhân dân.